Các em học sinh thân mến, hôm nay chúng ta trở về cái phần ôn tập giữa học kỳ 1. Thầy muốn giới thiệu cái bài ôn tập của chúng ta, đó là bài Thiệp Chúc Mừng. Các em hãy quan sát một số những hình ảnh trên đây và trả lời câu hỏi của thầy. Cấu trúc của thiệp thì gồm có những bộ phận gì? Thiệp có các hình thức trình bày như thế nào? Thiệp nó có vai trò gì trong đời sống? Ở đây là phần hướng dẫn trả lời những câu hỏi thầy vừa nêu. Đầu tiên, thiệp là sản phẩm mỹ thuật được thiết kế đồ họa gồm phần hình và phần chữ. Có hai phần nha các em, hình và chữ. Và thiệp được sử dụng để phục vụ đời sống tinh thần của con người vào các dịp lễ Tết. Có người ta có thể là trao cho nhau những tấm thiệp để cầu chúc những sự may mắn, vân vân. Và các em lưu ý phần hình của thiệp là có thể vẽ hoặc là sử dụng các vật liệu hình in, chất liệu khác nhau, vân vân. Và sau đây là chúng ta có hai cái phần chúng ta lưu ý khi chúng ta bắt tay vào chúng ta làm cái thiệp chúc mừng. Đầu tiên về cái hình thức, nội dung, kiểu chữ thì chúng ta thấy là về hình thức thì thiệp chúng ta có thể làm khổ dọc hoặc là khổ ngang. Về nội dung thì rõ ràng đây là thiệp nhằm chúc mừng các sự kiện, ngày lễ, chúc mừng sinh nhật, vân vân. Và kiểu chữ để sử dụng trong thiệp chúc mừng thì thường thường là người ta hay sử dụng ba kiểu. Có thể là chữ in hoa, có thể là in thường, hoặc là chữ cách điệu nha các em. Rồi có vấn đề thứ hai là cách sắp xếp chữ, hình, màu. Chúng ta thấy ở một số thiệp vừa có cả chữ và số. Có những thiệp chỉ có chữ nhưng lại không có hình. Còn ngược lại có thiệp chỉ có hình mà không cần phải đưa chữ vào. Và ở đây thầy đưa ra một cái ví dụ để các em có thể biết cách tạo ra cái thiệp chúc mừng. Đầu tiên là chúng ta có thể dùng cái sản phẩm của cái bài học trước, đó là bài tranh in hoa lá. Và chúng ta sẽ cắt một cái khung và chúng ta sẽ ướm khung và chúng ta rà lên cái phần tranh để lựa chọn cái phần nào ưng ý, hợp lý. Và chúng ta tiếp tục là chúng ta sẽ cắt cái phần tranh đó qua một cái khung, cái khổ trang trí để chúng ta dán lên để tạo thiệp. Rồi sau đó chúng ta có thể dùng bút thước và chữ số để chúng ta trang trí cho nó phù hợp với tấm thiệp. Và còn mặt sau của tấm thiệp là chúng ta có thể ở bên trong chúng ta ghi nội dung lời chúc để gửi đến người thân, bạn bè, thầy cô, vân vân. Vậy thầy có thể tóm tắt một số ý để khi chúng ta làm thiệp chúng ta sẽ cần thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất, bước 1 là chúng ta xác định mục đích và nội dung của thiệp. Chẳng hạn nội dung về mừng tuổi mẹ, nhưng dịp năm mới hay là 8 tháng 3, ví dụ. Bước thứ hai là chúng ta phải tìm chọn giấy, rồi chúng ta tự quyết định, xác định kích thước của thiệp. Có thể là vuông, có thể là dài hình chữ nhật, có thể ngang hoặc đứng. Ở bước thứ ba, chúng ta lựa chọn phần hình ảnh yêu thích trong cái bài tranh in hoa lá, và chúng ta
dùng kéo để cắt ra và chúng ta đưa vào cái tấm thiệp của chúng ta. Bước thứ 4, sau khi cắt dán những cái hình đã chọn vào mặt chính để trang trí, chúng ta dùng thêm bút, thêm mực màu để chúng ta trang trí cho cái hình thêm được nổi bật. Bước thứ 5 là chúng ta viết chữ trang trí và cố gắng là chúng ta sử dụng có thể là hình ảnh, có thể là vẽ thêm để chúng ta đưa vào để cho tấm thiệp nó sinh động hơn, phù hợp với lại cái mục đích của thiệp. Ở cái phần luyện tập sáng tạo tạo thiệp chúc mừng, thầy cho các em một số những cái nội dung để các em có thể tham khảo. Đầu tiên là chúng ta thảo một thiệp chúc mừng mà em yêu thích. Ở phần gợi ý thì em thiết kế thiệp nhân dịp gì và cho đối tượng nào nè. Em lựa chọn hình ảnh nào trong bài tranh hoa lá để làm thiệp. Và em sử dụng kiểu chữ và sắp xếp chữ trên thiệp như thế nào. Màu sắc, phần, nền, hình và chữ của thiệp được sử dụng như thế nào cho phù hợp với nội dung. Và đối tượng hướng đến của thiệp, bạn bè, thầy cô, cha mẹ, vân vân. Thầy nhấn mạnh các bước thực hiện tạo thiệp chúc mừng với hình có sẵn theo các bước sau. Thứ nhất, chúng ta trổ một khung hình với kích thước phù hợp để lựa chọn phần hình trang trí mặt chính của thiệp. Di chuyển khung hình trên bài in hoa lá để chọn màu phù hợp. Tạo thiệp chúc mừng theo ý thích. Các em xem lại một số những sản phẩm ha, của thiệp chúc mừng. Chúng ta quan sát và chúng ta dễ dàng thấy ở những tấm thiệp ở trên kết hợp nhiều những cái chất liệu. Có thể chúng ta cắt dán, chúng ta thêm kết cườm, thêm nơ, vẽ chữ. Dựa vào bài trên in hoa lá mà chúng ta đã học, rất là đa dạng. Thầy lưu ý các em là thường thường thiệp sẽ được sử dụng trong những cái dịp nào, như các em quan sát ở dưới, mừng sinh nhật, hay có thể là chúc mừng năm mới. Em sẽ dự định dùng thiệp vừa thiết kế để chúng ta tặng ai, thiệp được chúc mừng được dùng để tặng người thân bạn bè trong những dịp chúng ta cần có lời chúc tụng. Thiệp còn để trang trí góc học tập, trang trí những chỗ mà em yêu thích. Có thể là chúng ta làm cắt làm khung tranh và chúng ta có thể treo, vân vân. Ở phần thực hành hướng dẫn về nhà thì các em chuẩn bị cho thầy dụng cụ vẽ, bút màu, bút sáp dầu để chúng ta có thể vẽ và trang trí một tấm thiệp cho thật đẹp trong cái phần kiểm tra giữa học kỳ 1. Thân ái chào các em.